Kính thưa quý vị, để hưởng ứng lời kêu gọi của Mặt trận xã Hiệp Xương giúp đỡ cho người nghèo khó khăn trong mùa dịch, hôm nay là ngày 7 tháng 5 năm Canh Tý 2020, anh Nguyễn Bá Tục và phối hợp cùng cô Dương Thị Mỹ Liên, Mạnh Thường Quân, xã Phú Thọ liên kết cùng văn phòng ấp Hiệp Hưng phát gạo cho bà con trong ấp 50 phần, mỗi phần 10 kg gạo, tổng trị giá thành tiền 5.200.000 đồng. Phát gạo vào lúc 8 giờ sáng tại văn phòng ấp Hiệp Hưng, xã Hiệp Xương. Hiện diện có mặt buổi phát gạo gồm có Phó Bí thư Chủ tịch Mặt trận xã Hiệp Xương, anh Phạm Hiền Kế, trưởng ban ấp anh Thân Tấn Danh, phó ban ấp anh Phan Văn Long, cựu chiến binh anh Nguyễn Văn Cần. Trong tinh thần phối hợp rất phấn khởi, công tác phát gạo đến 9 giờ đã gần xong. Thầy đã dạy ngày nay túc phước sang giàu, xin thương kẻ khó giúp hào một khi, hay là dòm xem kẻ khó tảo tầng, rộng tâm sang sớt dắt lần với nhau. Kính thưa quý vị, phần quà đem đến cho bà con thật sự không lớn, nhưng cũng thể hiện lên tinh thần nhường cơm sẻ áo, yêu thương nhau như con một cha, đền đáp ân đất nước và tình đồng bào và nhân loại. Đức thầy đã dạy hãy tùy tài tùy sức nỗ lực hy sinh cho xứ sở, hay là hãy tự xem mình có bổn phận giúp đỡ họ trong cơn hoạn nạn. Kính thưa quý vị, còn một số gạo bà con chưa tới nhận kịp, chúng tôi để lại cho ban ấp phát sau. Mọi người cùng chụp hình kỷ niệm chia tay ra về, rất phấn khởi.